chê ở bên ngoài ngoài quá ồn, nhiều tạp âm cho nên mình đã tắt âm đi và thay vào những bản nhạc nhẹ nhàng. Mong mọi người xem video và tiếp tục ủng hộ. Con của con lụa, cái đó là con của con lụa kêu cô đen bằng gì, tại thằng cô đen là con trai thôi.
Bà vậy mới đổ lại là cũng như đứa con nó nhỏ gái sau này đi. Như con mắm sau này đi, tìm tìm con mắm đi. Con mắm con thành thể á. Đâu liên quan. Con cũng như là con gái hết phải không? Con của ông Tư với của Sáu ở với ông nội đều là đàn ông hết. Nhưng mà con là đều là con gái hết không? Nhưng là con mắm con thằng Thủy mới đẻ nè. Cũng như là con mắm đó là bà Vinh đi. Con thằng Thủy con mắm đó là bà Vinh đi. Còn con lụa là bà Tư Vuông đi. Rồi con mắm này nó lấy con của con lụa. Nghe chưa? Con mắm con thể nó đẻ nè, nó lấy con của con lụa. Mà con mắm này nó kêu con lụa bằng chị, nhưng mà nó lấy con của con lụa là thằng Khởi này làm xui với con lụa, hiểu chưa? Thằng Khởi là không thôi, con lụa là bà Tư Vuông. Như thằng Khởi làm xui với con lụa. Gì đâu nó xa xôi, phải tính lại tính đầu tính đời cái gì, tính đời ba. Vậy nè, cũng như thẫn là anh ra anh này. Đổi chi cho nó sai về. Cũng như thằng Khởi làm xui với lụa đi. Vậy đi. Thằng Khởi làm xui với lụa thì ông nội làm xui với bà Tư Vuông. Vậy đó. Ông nội bây giờ làm xui với bà Tư Vuông. Bà Tư Vuông là cháu ruột của ông nội đó. Bà Tư Vuông là con của ông anh thứ tư, ông nội thứ năm. Bà Tư Vuông là cháu ruột luôn, cháu ruột con nội luôn, cháu ruột, ông già bà Tư Vuông thứ tư, ông nội thứ năm. Sao? Mà dễ càng xa nữa. Xa đâu mà xa? Bà Tư Vuông kêu ông nội là chú năm. Còn bà Vinh thì kêu ông Tư là bằng bác năm. Thì con mà Tư Vuông là vậy khác giọng à? Khác giọng đâu cũng như là cha khác chứ không lẽ đàn bà không phải thì cha khác còn nó lẫn tính khác giọng rồi khác họ rồi. Bà Tư Vuông với bà Vinh là một máu. Tư Vuông với bà Vinh á giọng máu chứ đâu không có hai thai họ khác những thai gì cũng như là bà ông nội với bà Tư Vuông này thì cháu ruột chứ còn gì nữa, con của ông ăn á còn chuyện nữa cũng giống anh với con Nhung làm xui vậy đó. Không phải anh với thằng gì